Anh hạ Đức để vào tứ kết Euro. Bàn thắng của Sterling và Kane giúp The Anh đánh bại Đức 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Euro đêm 29 tháng 6. Raheem Sterling mở tỷ số trước khi Harry Kane ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh trước Đức ở vòng 16 đội Euro 2020 đêm 29 tháng 6 giờ Hà Nội. Sau 39 năm toàn hòa và thua Đức trên sân nhà, tuyển Anh đã dành tặng người hâm mộ trận thắng tưng bừng trước Diamond Sáp ở vòng 1/8 Euro 2020. Raheem Sterling và Harry Kane sắm vai người hùng với các pha lập công ở phút 75 và 86. Tam sư giành quyền vào tứ kết để gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Thụy Điển và Ukraine. Kane ghi bàn đầu tiên tại Euro 2020. Huấn luyện viên Gareth Southgate bỏ ngoài tai mọi chỉ trích để sử dụng sơ đồ chiến thuật gồm 5 hậu vệ, 2 tiền vệ đánh chặn trong trận gặp Đức. Nhà cầm quân sinh năm 1970 muốn dành sự tập trung để bảo vệ khung thành trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng. Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Đức lại tỏ rõ ý đồ chơi tấn công. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thomas Müller đã hô hào đồng đội tràn lên phần sân đối thủ để tranh cướp bóng. Với đẳng cấp vượt trội, Toni Kroos, Leon Goretzka giúp tuyển Đức chiếm quyền kiểm soát khu vực giữa sân trong hiệp 1. Ở phía trên, Kai Havertz hoạt động khá rộng, tốc độ và sự khéo léo của ngôi sao thuộc biên chế Chelsea tạo ra khá nhiều cơ hội. Phút 33, Werner có cơ hội đối mặt, nhưng cú dứt điểm của anh lại bị Pickford cản phá. Tuyến giữa tuyển Anh không làm được bóng nên chủ nhà chỉ có thể tìm cơ hội từ những pha bóng cố định hoặc nỗ lực cá nhân. Các pha đột phá của Sterling làm hàng thủ Đức xáo trộn đôi lần, nhưng Neuer cùng Hume đã phối hợp ăn ý để từ chối cơ hội của đối thủ. Tuyển Anh không tấn công dồn dập, nhưng đã thi đấu đúng theo ý đồ chiến thuật đã đề ra ban đầu. Sau 70 phút phòng ngự chắc chắn, huấn luyện viên Southgate đưa ra sự điều chỉnh đầu tiên ở hàng công. Ông rút Saka ra nghỉ để thay bằng Jack Grealish, ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa nhanh chóng trở thành cái tên giúp Tam sư xoay chuyển cục diện trận đấu. Chỉ 6 phút sau khi vào sân, Grealish phối hợp ăn ý với Kane ở trung lộ trước khi mở bóng sang cánh trái cho So. Hậu vệ thuộc biên chế Man Utd căng ngang vừa tầm cho Raheem Sterling ghi bàn mở tỷ số. Vừa tỏa sáng, tiền đạo của Man City suýt trở thành tội đồ với đường truyền hỏng ở phút 82. Müller thoát xuống, nhưng anh lại dứt điểm chệch khung thành khi trước mặt chỉ còn thủ môn Pickford. Müller trở thành tội đồ với pha bỏ lỡ ở vị trí đối mặt thủ môn. Anh, Getty. Müller trở thành tội đồ với pha bỏ lỡ ở vị trí đối mặt thủ môn. Anh, Getty, khoảnh khắc bóng đi ra ngoài biên như điểm báo cho kết cục buồn của Đức tại Euro 2020. 4 phút sau pha bỏ lỡ của Müller, Kane đã tỏa sáng với bàn nhân đôi cách biệt cho anh. Grealish một lần nữa được nhắc tên với pha kiến tạo đặt đồng đội vào thế không thể không ghi bàn. Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Đức làm nên điều kỳ diệu. Trong khi đó, cơ hội vào chung kết của tuyển Anh rộng mở, khi những đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Southgate đều là những đội bóng không được đánh giá quá cao. Mới nhất, hết giờ, DT Anh vào tứ kết để gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Thụy Điển và Ukraine. Tuyển Đức thay người, tội đồ, Müller rời sân ở phút 90+2 để nhường chỗ cho Musiala. Anh nâng tỷ số lên 2-0. Vào, Grealish thực hiện đường truyền vừa tầm cho Kane băng vào tạo điểm cắt chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh ở phút 86. CDV ở trong và ngoài sân Wembley vỡ òa sau bàn thắng của Sterling. Anh, Reuters. Müller bỏ lỡ cơ hội. Không vào, Müller một mình một bóng đối mặt thủ môn Pickford ở phút 82. Cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành tuyển Anh trong gang tấc. Hàng rào của tuyển Anh tiếp tục thi đấu tập trung để ngăn chặn cú đá phạt của Thomas Müller ở phút 78. Sterling tỏa sáng, vào, pha phối hợp ăn ý giữa Kane, Grealish. So được kết thúc bằng pha dứt điểm cận thành chuẩn xác của Sterling ở phút 75. Cả 3 bàn của tuyển Anh tại Euro đến nay đều được ghi bởi cầu thủ thuộc biên chế Man City. Sterling có bàn thứ 15 trong 20 trận gần nhất cho tuyển Anh. Pha lập công này có thể trở nên vô giá, bởi anh chưa bao giờ thua mỗi khi cầu thủ sinh năm 1994 lập công, phóng viên Simon Hart cho biết. Robin Gosens nhận thẻ vàng ở phút 72 sau pha phạm lỗi với Trippier. Hai đội thay người, Saka rời sân nhường chỗ cho Grealish. Bên phía tuyển Đức, Gnabry vào thay Werner từ phút 69. Havertz